Thưa em, mến chào anh em ha. Hôm nay bên xưởng điện em mới về thêm một con pate 70. Con này cọp lắm anh em. Dòng pate 70 này hiếm hàng lắm nha. Em lục tung các bãi mới kiếm được mấy con máy luôn anh em. Còn nước xanh luôn nè. Con máy này mới về là chưa dọn luôn anh em ơi. Còn nước xanh đầy đủ hết chưa? Đây là phần dĩa máy nè anh em. Hồ sơ của cái ha. Còn ống bô cổ đầy đủ nên. Con này con thứ hai em sưu tầm ha. Anh em coi dòng tua nha. PT70 này dòng tua 3450 nè. Tắt điện đầy đủ anh em. Heo ti. Anh em nào nhu cầu sử dụng galo liên hệ em ha. Em bên đây thì chuyên các dòng máy Yanma Kubota. Đây còn đây là cũng của Yanma. Đúng rồi, Yanma mà 3T70. Thì bên đây có khách chốt rồi anh em. Đây cũng có khách chốt luôn. Mới về chưa kịp đăng quay test cho anh em coi thì có khách chốt luôn rồi. Chắc kiếm thêm con khác nữa rồi để dành. Anh em nào nhu cầu sử dụng galo liên hệ em ha. Khám phá bên trong có gì đây. Có lỗi lọc đầy đủ hết. Cốc đề nè, đề chuyện anh em. Đề này nó cái gì đây? Kugamoto. Này là mới về luôn, chưa có kịp chữa vệ sinh cho anh em. Đồ đạc liên lạc hết. Anh em cần nhu cầu sử dụng dòng này, tua này lỗi đó, tua nhanh anh em. Tua nhanh giá rẻ. Anh em nào cần xài alo liên hệ em ha. Tua nhanh giá rẻ là thằng này nè. Đó. Rồi cảm ơn anh em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều.